Xin chào cô chú quý anh chị, xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Thái nha. Các bạn mọi người thân mến, tiếp tục với series khám phá ẩm thực của thành phố Tuy Hòa hôm nay. Thái xin mời cả nhà đến với một cái quán bánh xèo khá là nhỏ nhưng mà rất là ngon, ngay tại đường Lê Thanh Tôn thuộc phường Nhất, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên không. Rồi đây, mình sẽ giới thiệu với mọi người, đây là cái quán bánh xèo rất là nhỏ. Quán của cô rất là ít khách nhưng Thái cũng muốn giới thiệu với mọi người. Nhân dịp đây thì mọi người có đến với Phú Yên thì ghé quán của cô để ăn ủng hộ cô nhé. Rồi thì bây giờ Thái xin mời cả nhà đi vô trong để tìm hiểu và khám phá nơi này một xíu không. Sau đó chúng ta sẽ thưởng thức. Ở đây các bạn mọi người có thể nói quán của cô là không có cái bảng gì hết. Sao không cô không có làm một cái bảng gì để cho mọi người biết cô? Wow, cô đang đổ bánh xèo trứng này mọi người, rất là ngon luôn. Cô bán cái nơi này lâu chưa vậy cô? Lâu rồi. Mấy năm rồi? 10 năm. 10 năm rồi hả? Mấy giờ là cô bắt đầu là cô bán vậy cô? 3 giờ. 3 giờ chiều hả? Tức là 15 giờ đấy. Mấy giờ là cô bắt đầu nghỉ? 9 giờ. 9 giờ hả? Dạ vâng. Vâng. Quá đã lắm mọi người ơi. Hấp dẫn quá. Một ngày là cô đốt bánh xèo là bao nhiêu cái bột vậy cô? Khoảng dạ. 5 kg. 5 kg ha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cô thử giới thiệu tên của mình xíu được không? Mới đâu, cô cứ nói bình thường hết đâu. Không à? Dạ, vậy thôi cũng được, không sao. Cô cũng hơi ngại, không có giới thiệu tên. Ở đây là cô chỉ đúc có 3 khuôn hả? Hiện tại 3 khuôn. Khoảng 7-8 khuôn, chứ mà giờ còn sớm. Mình không dám đổ nhiều cho nó nguội. Dạ, khoảng mấy giờ là khách của cô đông nhất? À, 5-6 giờ hả? Dạ, tức là khoảng 17 đến 18 giờ chiều đấy. Dạ vâng. Đó, bao nhiêu một chiếc bánh bình thường như vậy cô? 7.000. 7.000 hả? Còn bánh trứng? Trứng là 8.000. Dạ vâng. Ở đây là cô đúc bánh xèo là tôm trứng hay có cái gì nữa không? Tôm trứng không hả? Tôm trứng không hả? Wow, quá hấp dẫn mọi người ạ. Lúc này Thái đang quay video thì tầm khoảng 16 giờ, cũng chưa thật sự là đông khách. Lát nữa đây thì sẽ đông hơn, từ 17 giờ đến 18 giờ là nơi đây đông. Thì ở đây có tất cả hai bàn đang chồng lên kìa, ba bàn, bốn bàn thôi nha mọi người. Không, cái gian hàng bánh xèo của cô rất là nhỏ luôn. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 49 tuổi ha. Cũng bước gần bước qua 50 rồi đấy. Ở đây mình có nước mắm gì vậy cô? Mắm trong với mắm nêm. Mắm trong với mắm nêm. Wow, nhìn hấp dẫn chưa mọi người. Nó hơi cháy cháy một xíu nhưng mà nó rất là giòn ha. Như combo như thế này là bao nhiêu vậy cô? Như vậy thì 10.000 một cái như thế này ha. Lát nữa thì chúng ta sẽ thưởng thức hai chiếc nha mọi người. Wow, có dầu sôi. Cái này thì giống như nó cháy rồi. Dạ vâng. Cái này là hơi cháy rồi. Vớt không kịp là nó sẽ cháy ha. Rồi thì bây giờ Thái sẽ cùng với mọi người thưởng thức những chiếc bánh ở nơi này, xem thử cái hương vị của cô làm như thế nào, có ngon hay không ha. Rồi bây giờ thì mời các bạn mọi người hãy
vào bàn cùng với Thái ha, cùng nhau thưởng thức cái món bánh xèo này nhé. Bánh này đút cho khách hay cho cô? Thôi bây giờ là cô cho con bánh kia cũng được. Khoảng 20-30 nghìn gì đó ha. Dạ dạ, khoảng rồi 3 cái đi. Dạ vâng. Ngồi bàn luôn ha. Dạ. Đây là bánh của khách nha mọi người, trứng với tôm. Rất là ngon luôn. Ở đây mình có thấy là mắm nêm này mọi người, và mắm trong. Đây có ớt xay và thơm không? À, rau sống. Dạ dạ dạ. Wow, nhìn hấp dẫn quá, nhìn cái trứng rất là ngon luôn mọi người ạ. Giòn luôn. Quá là ngon. Ở đây xin giới thiệu với mọi người, đây là một cây dĩa rau ăn cùng với bánh xèo nè. Rất là tươi đúng không? Có ngò nè, dễ nè, rau thơm nè. Rất là nhiều loại rau ở nơi này. Và ba chiếc bánh thôi. Đây mọi người, ba chiếc bánh có những con tôm. Một con, mỗi chiếc là một con, rất là to luôn. Wow, thơm với mọi người ạ. Đây có một chén mắm nêm này. Và trước khi ăn thì chúng ta sẽ bỏ ớt vào ha. Chúng ta có thể bỏ nhiều ít tùy theo cái khẩu vị của mọi người ha. Ở đây thì Thái sẽ bỏ cay một xíu ăn cho nó ngon. Wow, khá là nhiều rồi đấy. Wow, thơm lắm mọi người ạ. Bánh rất là thơm. Thấy thêm rồi. Bây giờ thưởng thức thôi. Rồi thì bây giờ Thái xin mời cả nhà ha. Trước tiên là thưởng thức một chiếc trước này. Chúng ta sẽ dở nó ra như thế này. Đấy. Rồi sau đó là chúng ta bỏ rau vô và tiếp tục là trang một xíu mắm nêm lên trên chiếc bánh như thế này. Wow, cay và hấp dẫn vô cùng rồi. Rồi bây giờ dùng thôi mọi người ạ. Rồi đây các bạn mọi người, đây chính là một dĩa bánh xèo, một cái này mà Thái đã cho đầy đủ vào rau mắm nêm, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ Thái xin mời cả nhà không thưởng thức không. Bánh rất là giòn, bánh rất là giòn mọi người ạ. Khi chúng ta ăn vào thì nó giòn tan luôn trong miệng ấy. Rau rất là thơm, rất là tươi, mắm rất là hơi cay cay một xíu. thơm, nướng vị nó cháy à, rất là thơm. Mình cho ớt nhiều quá. Mình cho ớt nhiều quá nó hơi cay mọi người ạ. Ngon. Ngon lắm. Đây. Ngon chưa mọi người? Rất là lẻ. Dễ rất là giòn. Thơm lắm. Tiếp tục là một cái nữa nha mọi người. Rất là ngon luôn. Wow, đẻ quá mọi người ạ. Rồi chúng ta sẽ cho rau vô ha. Đấy. Và tiếp tục là chế mắm nêm vào ha. Wow,
ít thôi, cay lắm. Đây mọi người, rất là ngon, rất là tuyệt vời. Chúng ta cuốn lại như thế này, đấy rồi chạy cắn ha. Đòn lắm mọi người ạ, kết hợp với rau. Đậm đà, cái nước mắm nêm rất là đậm đà, rất là thơm. Nãy giờ thì mình chưa review cái con tôm đúng không? Bây giờ mình sẽ review với mọi người con tôm này, rất là to luôn. Đây, để không? Rồi, thưởng thức thôi mọi người. Thơm rất là ngọt, dai dai sọt sọt, rất là ngọt. Rồi thì tiếp tục cái cuối cùng nha mọi người. Cái này là cuối cùng rồi đấy, no luôn rồi. Wow, như mọi người thấy ở trong chiếc bánh nó có rất là nhiều giá đỗ, rất là ngon. Rồi tiếp tục là bả rau vào. Wow, hấp dẫn quá, dỡ mắm lên. Wow, mặn rồi. Các bạn thân mến, có thể nói là Phú Yên có rất nhiều món ăn ngon và rẻ nữa chứ. Như bánh xèo này, các bạn mọi người đến với Phú Yên thì bắt gặp rất nhiều quán bánh xèo khác nhau. Cũng chính vì vậy mà cái món bánh xèo có thể nói là cái món ăn rất là tuyệt hòa, rất là Phú Yên nha mọi người, rất là ngon luôn. Đây, cái cuối cùng ha, Thái xin mời cả nhà ha. Nếu mà các bạn mọi người có dịp đến Phú Yên, với Phú Yên, đến với thành phố Tuy Hòa, cũng không bỏ lỡ những cái món ăn rất là ngon này nhé. Đấy lắm mọi người. Rất là ngon. Có thể nói mình ấn tượng nhất là cái mắm nêm mà mọi người, rất là thơm luôn. Ở đây có hai loại mắm, mắm nêm và mắm trong, mọi người có thể lựa chọn không. Có người thì thích ăn mắm nêm và cũng có người thích ăn mắm trong, nhưng riêng đặc biệt Thái là Thái thích ăn mắm nêm thôi, rất là đậm đà. Ngon lắm mọi người. Rồi thì nãy giờ thì Thái cùng với mọi người, cùng với các bạn đã thưởng thức xong những chiếc bánh xèo rất là ngon ở nơi này. Hy vọng video sẽ đem lại cái sự mới lạ về ẩm thực của thành phố Tuy Hòa, gửi đến các bạn và mọi người trong và ngoài nước biết về cái văn hóa ẩm thực của thành phố Tuy Hòa không. Rồi, Thái xin chào, tạm biệt các bạn mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn mọi người ở video sau. Bye.